xả nước rửa 2-3 lần. Thì kệ mua về xả nước 2-3 lần. Rồi sạch. Nhà xào với trứng à. Có người ta để gì ta ăn nè, trộn tỏi với đường là xong. Xả vậy bớt chua hả? Chắc cho nó khô. Cô bỏ này. Cả nhà không biết mua có chỗ ăn này ăn gì. Sắc ra để xào với hột gà, xào với trứng. Trứng sắc hơi mỏng mỏng như vậy, bỏ đường bột ngọt rồi vô. Bỏ cái cùi. Sắc mỏng mỏng. Nhâm gà kho sả, gà đâu rồi? Nè, đang để bậm này. Gà. Gà dương. Bậm này lấy cái thớt. Gà vườn qua bỏ tủ lạnh nay mới làm. Gà này nhiêu ký à? Nhỏ chắc ký ký rưỡi không? Cái đen này ra. Nhiều không sạch. Bà thuốc vô tàu, thuốc này chợ tao mua mà không uống hết. Có hỉ uống chưa hết. Không hết không mần đâu, không mần không được, không gương. Rồi ngày ba này mần không mần còn lâu nhất. Thank you.
cánh. Cánh à, phải chặt mấy cái đực kỳ này. Sống nó hơi có xương. Con gà có chắc nhiều ghê chứ. Có khi gửi. Khi gửi chắc gửi ngàn đó. Cái mới tỏi nè. Tỏi là ngay cho nó vàng. Hơi vàng để cho nó thơm. Rồi nó vàng rồi bà bỏ xả bằng vô. Thơm nè. Rồi xào gà cho nó săn rồi mới kho đúng không? Xào cho nó săn rồi mới ướp. Xả với thịt cho nó thấm một hồi rồi ướp đồ vô. Thơm ghê ha. Chứ đâu phải là kho gà mà ướp không? Xào chút xăng ướp đồ vô. Nước màu. Nước màu, xăng xăng rồi bỏ nước màu vô nè. Ướp nước màu vô. Rồi thôi. Xăng lên cho nó vừa chưa. Đó, vừa vừa ngồi là nó thấm vừa vừa. Thơm rồi đó. Bỏ vô miếng muối cho nó thấm. Sơ cho đều đậy gầm lại. Nêm nếm và bỏ thêm nước vô cho nó mềm dạ. Cho nó thấm như thịt vô một chút xíu thì đổ nước. Hơi thôi đừng đổ màu. Những cái hồi kho lên là đỏ. Còn nước màu gì, nước màu đường. Rồi đậy gầm lại.
đây xào dưa cải. Đây đột gà thật chứ xào với dưa cải. Xôi nè, bỏ dưa cải luôn. Chưa cho nó vàng mới được. Quậy vậy cho hết đều. Đây. Này nè, xúc ra đây nó vàng. Đổ vàng đổ vô cho nó thơm. Nước để cho nó khô. Tạm thời nó teo rồi. Dạ thơm ghê. Quá là thơm xả. Vàng cháy à, mấy miếng dưới rồi. Thấm rồi, thấm chín chưa? Chưa. Đó, có nước mắm chưa cái gì đó. Nè, có nước nè. Mấy cái vàng để ẩm nở thơm mùi xả. Nắp đây nè. Trời ơi, dạ thơm quá. Được dạ. Chưa? Ừ. Đây đổ vô. Xào dưa cải hoặc gà ăn về là ăn sang. Với quê là ăn sang chứ còn người ta để gì ta xào ta ăn chứ có gì ta trộn với ớt với tỏi là. Có chứ. Với tỏi là chứng như vậy ăn. Với mẹ rửa mà mình cảm thấy còn chua. Nát trứng là ăn 2 trứng thôi, nội thì xào 4 trứng, 3 trứng. Có thịt gà. Xào gà. Nè, xa nhất gì mà. Đó, giờ nhắc xuống rồi, bỏ vô xíu rồi nhắc xuống rồi. Tính để cho nó khô nước. Đây. Này cho đổ vào tô này. Khô khóc rồi. Ngon nha. Đang ăn nè, gà nè. Đây là hồi chấm với gà kho sả, là ăn ngon. Gà lạ nổ món. Đây là bữa cơm ngày hôm nay nè. Đó, có dưa cải nè, dưa cải với
trứng gà trùng nha. Cái này thì mình lúc nãy là mình đã vắt nước nó ra nên nó không có chua nữa đâu. Mình ướp thêm gia vị mình ăn lại. Vắt ra để cho nó kiểu người ta làm rồi ngoài chợ mình nên mình vắt cho nó đỡ nó sạch hơn một tí thôi. Thì ướp lại mình thử nha. Cơm. Chua vừa phải mà mình vắt rồi chứ không bình thường nó rất là chua. Nếu các bạn để không các bạn về các bạn không có vắt như mình đó thì nó ướp chắc có lẽ là khác, ướp nhiều đường hơn là hòa sao. Mình cũng ít ăn cái loại vậy mà về mà không vắt, thường về mình vắt lại hết giòn không gà mình hơn. Nó có thử cái đuổi nè. Mời. Dạ, thì biết làm. Gà mềm khô hoa sả các bạn có thể chế nước vào. Nước vào cơm thì các bạn ăn. Rồi các bạn múc thì một chén riêng các bạn chấm với cái này. Cũng rất là ngon. Thử miếng như mắm mắm cái này cũng hôm qua rồi. Giòn rơm. Bữa cơm về là quá tuyệt vời không? Dễ ăn. Ok thì video ở đây là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.